Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 40. Mấy việc này qua rồi, sải có quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập phạm đến chúa mình. Pharaoh nổi giận cùng hai quan mình là tử chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ là nơi đang cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó, họ bị ngồi ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ai Cập đang bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao, mỗi người một chim bao và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực bèn hỏi rằng: "Ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy?" Đáp rằng: "Chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn dùm." Joseph rằng: "Sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi." Quan tử chánh thuật điềm chim bao mình lại cho Joseph mà rằng: "Trong chim bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi. Gốc nho đó lại có ba nhành. Dường như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùng có trái chín thì phải. Tay tôi đang cầm cái chén của Pharaoh. Tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tử bôi vào tay Pharaoh." Joseph nói: "Ý nghĩa chim bao đó là thế này. Ba nhành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại. Quan sẽ dâng cái chén của Pharaoh vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tử chánh. Song khi quan được hưởng lộc lại rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pharaoh về nỗi tôi và đem tôi ra khỏi chốn này. Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hebrew, và tại đây tôi cũng chẳng có làm tội gì mà bị cầm nơi lao lung này." Quan thượng thiện thấy Joseph bàn mộng được tốt bèn nói: "Còn trong điềm chim bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu. Trong giỏ cao hơn hết có đủ món thực vật của thợ làm bánh hấp cho Pharaoh. Chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó." Joseph đáp rằng: "Ý nghĩa chim bao này là ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy. Đến ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaoh, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tử chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaoh phục chức quan tử chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tử bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Joseph đã bàn ra." Đoạn, quan tử chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Chương 41. Cách hai năm sau, Pharaoh nằm chiêm bao thấy mình đứng bên bờ sông. Này đâu dưới sông đi lên bảy con bò mập và tốt ăn cỏ trong bưng. Rồi này, bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc ở dưới sông đi theo lên sau, đến đứng gần các con bò trước trên bờ sông. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc nuốt bảy con bò mập tốt. Pharaoh bèn thức giấc. Vua nằm ngủ lại, chiêm bao lần thứ nhì thấy bảy giá lúa chắc, tốt tươi, mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác lép và bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia. Bảy giá lúa lép nuốt bảy giá lúa chắc. Pharaoh bèn thức giấc và này thành ra một điềm chim bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chim bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chim bao đó cho vua hết. Quan tử chánh bèn tâu cùng Pharaoh rằng: "Bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ.
Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng tôi có thấy điềm chiêm bao. Chiêm bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục, có một người Hebrew còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chiêm bao của mình. Chàng bàn rõ ra cho ai mỗi chiêm bao nấy. Rồi ra, công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng: Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Pharaoh phán rằng: Này, trong điềm chiêm bao, trẫm đang đứng bên bờ sông. Này đâu, bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng. Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau. Thật, trẫm chẳng thấy trong xứ Ai Cập này có bò xấu dạng như vậy bao giờ. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia, nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chiêm bao khác là bảy giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia, và bảy giá lúa lép đó lại nuốt bảy giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng Pharaoh rằng: Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Bảy con bò mập tốt đó tức là 7 năm. Bảy giá lúa chắc đó cũng là 7 năm. Ấy chỉ đồng một điềm chiêm bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia tức là 7 năm. Và bảy giá lúa lép bị gió đông thổi háp đó tức là 7 năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật. Nhưng 7 năm đó lại liền tiếp 7 năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó. Và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. Nếu điềm chiêm bao đến 2 lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ai Cập, cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp 1/5 của số thâu vào trong 7 năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong 7 năm được mùa dư dật sẽ đến sau này, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaoh dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaoh và quần thần. Pharaoh phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người này, có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng: Hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cổi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người. Rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaoh lại phán cùng Joseph: Ta là Pharaoh, nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được.
Pharaon đặt tên Joseph là Saphenath-Phaneah, đưa nàng Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập. Và khi Joseph ra mắt Pharaon vua Ai Cập thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tả Pharaon mà đi tuần khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sinh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thảy lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều như cát nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Asnath, con gái Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn, sinh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasse vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaon xin lương. Pharaon phán cùng bản dân rằng: Hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: Ngươi được phép nói để chữa mình. Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa, tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giuđa kiện tôi, nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giuđa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ, nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Giuđa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi, tôi là người Pharisee, theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ, chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh, và lúc họ giết các người đó tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả. Đứng đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa lại Chúa: Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đừng bắt bớ. Xong, hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mắt cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng,
từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bổng quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách trùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin lời các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chày, không những một mình vua nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: Trong cách ăn ở người này thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng: Nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Chương 27. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Euler về đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Euler đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili, thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lycia. Ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Kernit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete qua Samos. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng: Tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phênix, là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc
cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirte thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phaolô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết. Ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phaolô nói với thầy đội và lính rằng: Nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phaolô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp, xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Thi Thiên 147. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi. Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem, Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gãi đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài bao các tầng trời bằng mây,
sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi, ban đồ ăn cho thú vật và cho quạ con kêu rêu. Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người, bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Hỡi Jerusalem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi. Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miếng tốt nhất. Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Ngài cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương móc trắng khác nào tro. Ngài ném giá từng miếng, ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài? Ngài ra định, làm cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi nước bèn chảy. Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh mình cho Israel. Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác, chúng nó không có biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.